chào cả nhà. Hôm nay là chia sẻ giới thiệu cho cả nhà một số những cái mẫu mà đầm váy mà chị sẽ mặc ngày hôm nay. Thì cái đầm này á là chị đã có giới thiệu trong cái video trước đây rồi. Nhưng mà cái video trước, ở trong video các chị sẽ thấy là cái màu nó sẽ đậm hơn một chút xíu. Còn bên ngoài thực tế mình mặc lên thì cái màu của nó sẽ nhạt hơn một chút xíu như thế này. Và đây là một cái đầm cái kiểu rất là đẹp, rất là sang để mà mặc đi tiệc các chị ha. Thì đây các chị thấy là cườm, nguyên một cái áo này nó kết cườm. Và cái tay nó cũng là kết cườm, những cái sợi dây cườm nó dài xuống như thế này, cho nên là nó rất là đẹp, rất là sang để mà mình đi dự tiệc luôn. Thì chị sẽ phối cùng với lại cái sợi dây nịt màu này và cái đôi giày á, với lại cái sợi dây nịt á là chị đang cho nó đi cùng một cái tông. Rồi chị sẽ thay cho các chị xem một cái màu khác, mình có thể phối với lại cái đầm này hoặc là các chị có thể mặc suông. Nhưng mà theo như chị thì cái đầm này mà mình phối với một cái sợi dây nịt á thì nó sẽ đẹp hơn ha. Thì chị sẽ chia sẻ cho các chị xem. Thì đây là một cái style mà đầu tiên chị muốn gửi tới cho các chị ha. Cái đầm này rất là sang. Chi mặc cái đầm này nó vẫn hơi rộng chút xíu nha, so với cái dáng của chi là nó vẫn hơi rộng chút xíu, tại cái eo của chi nó nhỏ đó. Cho nên các chị á mà mặc á, các chị muốn cái eo nó nhỏ thì các chị cũng có thể là siết thêm cái dây nịt giống như chi vậy nè, nhìn nó rất là sang. Và cầm theo một cái túi xách này, đây là cái túi xách mà chi rất là thích luôn, tại vì nó sẽ rất là đi được với nhiều những cái mẫu trang phục khác nhau, những cái màu sắc khác nhau, cho nên là các chị có thể dễ dàng phối đầm hoặc là phối váy, phối quần, nó cũng rất là đẹp với lại cái túi xách này nha. Cho nên là ai thích cái túi xách này cũng hãy nhanh tay để order nha, là chị sẽ lấy order với mọi người để mà lấy cái túi này, chị bán rất là chạy luôn á đó. Hoặc là các chị nào có thể vào website mua thì chị sẽ gửi cái link website cho các chị mua để có được cái giá ưu đãi nha. Rồi thì bây giờ đó là chị sẽ phối một cái dây nịt màu khác và cái đôi giày màu khác để cho các chị thấy rằng là cũng một cái áo mà mình phối lên với nhiều cái sợi dây nịt và đôi giày khác nhau, nó sẽ có những cái màu sắc nó hơi khác nhau một chút xíu nha. Rồi bây giờ chị sẽ thay cái sợi dây nịt cùng tông màu. Ơi các chị nhìn thấy là cái dây nịt này với lại cái đôi giày này các chị thấy nó cùng tông không? Đây là nguyên một cái bộ, là coi như là nguyên một cái tông luôn, là từ giày cho tới váy cho tới áo luôn, đúng không? Cho nên là cho tới tất cả nguyên một cái bộ này là cùng một cái tông. Thì các chị thích cái style nào, thích cái tông này hay là thích cái tông mà mình sẽ phối cái dây nịt màu nâu với lại cái đôi giày màu nâu thì tùy mình ha. Nếu các chị nào thích phối như thế nào, cảm thấy là đẹp so với mình là được rồi. Cho nên là đây là chị thử lên cho mọi người xem về cái chất liệu vải nè, rồi cái mẫu váy ha, rồi mình phối những cái phụ kiện đi kèm ha, rồi những cái màu sắc, rồi giày dép, rồi túi xách thì nó sẽ có một cái bộ đồ rất là đẹp luôn nè, các chị thấy không, rất là xinh luôn đó. Mình đi chơi đi tiệc nè, mặc rất là vừa sang vừa lịch sự ha, cũng không có hở hang gì lắm. Nhưng mà cái kiểu này chị thích là cái tay của nó nè, rất dễ thương luôn nè đó. Rồi chị sẽ đi qua mẫu kế tiếp nha các chị nha. Thì các chị nào thích thì hãy chụp hình lại, cái mẫu này nó chỉ còn có vài cái thôi, hết hàng rồi. Chị chỉ nói cái mẫu này rất là ít hàng, nó chi về có được 4-5 cái thôi, mà bây giờ hiện tại chỉ còn có 2 cái thôi nha. Rồi nhanh tay lên thì các chị thì còn chậm tay thì hết hàng nha các chị nha. Rồi chị sẽ đi qua mẫu kế tiếp nha. Một cái đầm xòe dễ thương quá chừng luôn đó cả nhà, màu cam ha. Cái màu cam này nó ngọt lắm, nó không có chói ha. Cái màu cam này nó không có phải mà là màu cam tươi, nhưng mà nó rất là dễ thương luôn. Đây là một cái đầm 2 dây. Nếu các chị nào mà thích đi biển ha, mình mặc đầm 2 dây thì đây là cái áo đầm rất là đẹp để mình đi biển. Trời ơi, đi biển mà có cái áo đầm này, mặc đầm mặc cái này mà chụp hình là thôi rồi, rất là đẹp luôn các chị thấy không? Trời ơi, cái này đi chơi ha, đi chơi mà đi biển là mùa hè nè. Đây là những cái mẫu đầm mà để mặc mùa hè, rất đẹp luôn các chị ơi, dễ thương lắm đó. Các chị thấy không, rất là đẹp luôn nè. Đó, đầm dài, đầm maxi. Cái này là đầm dài để dành mình đi mùa hè, đi biển nha. Đó, rất là đẹp luôn các chị nha, dễ thương lắm. Đó, áo 2 dây thì đơn giản thôi, cái kiểu đơn giản nhưng mà mặc dễ thương cực kỳ luôn đó. Cái vải nó cũng đẹp lắm nha các chị nha, cái vải nó rất là đẹp đó. Dễ thương quá.
Trời đi biển về rồi, Chi mới đi về rồi mà giờ thấy cá đầm này cái muốn đi nữa. Dễ thương quá cả nhà ha. Đó, rất là đẹp nha. Cái tùng của nó cũng rộng lắm, nó cũng xòe lắm, nó cũng vừa thôi. Cho nên mặt rất là tạo dáng luôn, mặt dáng rất là thước tha luôn. Đó, rất là đẹp luôn cả nhà. Rất dễ thương ha. Rồi, các chị thấy cái đầm này như thế nào? Đẹp hơn cả nhà. Nếu thích thì các chị cho mình một cái like nha. Những cái áo đầm mà chị đang review các chị thích thì cho chị một cái like nha. Rồi, bây giờ chị sẽ đi cái mẫu kế tiếp cho cả nhà xem nha. Đó, dễ thương quá chừng luôn nè đó. Đi biển đi chơi mà chụp hình có mấy cái áo này đẹp lắm đó cả nhà. Rồi, nhanh tay lên đặt hàng nha các chị nha. Cái mẫu đầm mà Chi đã có giới thiệu trên cái video rồi. Nhưng mà người mẫu trên video á là các chị biết là người ta mặc nó ngắn lên lắm, nhưng mà Chi mặc là nó vừa trên đầu gối chút xíu ha. Thì đây là một cái mẫu đầm mà Chi nói là nếu mà ai mà thích mặc những cái dạng đầm ngắn như thế này thì nó rất là trẻ trung. Và đây là cái ren ha. Cái ren nó rất là đẹp luôn các chị. Ren rất là đẹp luôn. Nó dạng hai lớp nha. Đây nó mang hai lớp, lớp trong và lớp ngoài. Cho nên là đây là một cái mẫu rất là đẹp. Và đây là mà Chi phối cái lịch lên nè. Nếu các chị không thích dây nịt thì mình cũng có thể mình mặc trơn như thế này, mặc suông như thế này đó. Nhưng mà Chi thì mình đeo cái dây nịt lên thì nó sẽ đẹp hơn ha. Nó sẽ nổi bật cái áo đầm của mình lên, rất là dễ thương luôn các chị đó. Cho nên là tùy theo ha, mỗi người sẽ có một cái ý thích mà mình mặc mình phối như thế nào. Nhưng mà Chi thấy là có sợi dây beo vô thì nó sẽ làm nổi bật cái chiếc áo lên đó. Đây là cái chiếc áo đầm rất là đẹp luôn. Rồi, mẫu này các chị nào thích thì cứ order nha. Trên video trước là Chi đã giới thiệu rồi, nhưng mà hôm nay là Chi mặc lên cho các chị xem để cái chất liệu vải và cái độ ngắn độ dài của cái đầm nó như thế nào ha. Thì như các chị thấy là nó trên đầu gối một chút xíu thôi, chứ nó cũng không có quá dài lắm, nó cũng không có quá ngắn lắm, giống như là trong người mẫu mặc nha. Rồi, Chi sẽ đi qua mẫu kế tiếp nha cả nhà. Chị thấy cái áo này như thế nào? Rất là đẹp ha. Đây, một cái áo là màu ngói nha, màu cam ngói. Và Chi đang phối với lại cái đôi giày, sợi dây beo và cái chiếc túi xách này, nó đi cùng tông với nhau, rất là đẹp luôn, rất là thanh lịch luôn ha các chị ha. Đó, cái này là đầm nó dài ha. Và cái kiểu này á, nó rất là lịch sự luôn, rất là sang để phù hợp với những cái buổi tiệc hay là mình buổi mà đi chơi á, mà gọi là nó hơi sang trọng lịch sự một chút xíu á, thì cái này rất là đẹp luôn, đẹp vô cùng luôn các chị ơi. Áo này nó có cái túi nữa nè đó, hai bên áo này nó có cái túi nữa nè. Mình đi với lại cái túi xách này đẹp ghê luôn á, nó cùng tông các chị đó, dễ thương quá đó. Đây là cái áo đầm mà những ai mà thích những cái kiểu kín đáo như thế này ha, sang trọng như thế này nè đó, vừa lên thanh lịch vừa sang trọng như thế này, rất là đẹp luôn đó. Cứ những cái áo đầm mà mình cứ phối những cái sợi dây nịt dây beo lên thì các chị thấy là cái áo của mình rất là đẹp luôn, đúng không đó. Dễ thương dễ sợ luôn á. Các chị thích cái mẫu này không? Cho nên là ăn thua là cái áo, thí dụ như mình mặc cái áo đó nó đơn giản thì mình thấy nó không có cái kiểu gì đẹp, nhưng mà khi mình phối với lại đầm có nghĩa mình phối với lại dây phụ kiện nè, rồi giày nè, rồi túi xách nè, thì mình thấy cái bộ đồ của mình nó sang hẳn ra liền, đúng không các chị? Đó, nó sang hẳn ra liền nè, đó, rất là đẹp luôn. Đó, mình đi chơi mình chỉ cần xách như vậy thôi, rất là thoải mái luôn đó. Mà cái vải, chất liệu vải thì đẹp lắm nha các chị nha. Chất liệu vải thì đẹp cực kỳ luôn nè, đó, sang lắm luôn á, rất là dễ thương luôn. Rồi, Chi sẽ đi qua mẫu kế tiếp nha các chị. Các chị thích cái mẫu, những mẫu này á, đặt hàng giùm Chi. Và các chị đang xem video nhớ cho Chi một cái like nha. Rồi, Chi sẽ đi qua mẫu kế tiếp. Các chị có thấy
sau cái áo này không? Đây, ngoài sau nè, rất là dễ thương ha. Đây là một cái kiểu áo mà gọi là mặc rất là thoải mái nha. À, ai mà thích mà dạng mặc rộng rãi thoải mái thì đây là cái kiểu rất là xinh luôn, rất là dễ thương luôn đó. Nó vừa tới đầu gối thôi, dễ thương lắm đó. Kiểu này mặc dễ thương mà thoải mái lắm, mà cái vải nó cũng đẹp nữa đó. Nó phối ở trên là thun, ở dưới là von ha, đẹp vô cùng đẹp luôn. Trời, mặc nó thoải mái, nó mát mẻ, nó dễ thương lắm. Các chị mà đi chơi mặc những cái áo đồng này đi rồi các chị sẽ thấy được cái sự lợi hại của cái áo này ha, rất là dễ thương luôn. Nó vừa đẹp mà nó vừa mát mà nó vừa thoải mái. Các chị ngồi xe, các chị đi chơi, đi tới đi lui, mình mang dép cũng được, mang giày cũng được. Nói chung là cái kiểu này rất là dễ thương ha. Đó. Rồi, các chị nào thích mẫu này thì đặt hàng nha. Đẹp lắm. Trời, chi là chị thích mặc mấy cái mẫu như vậy lắm. Tại vì nó thoải mái vô cùng mà nó vừa đẹp. Nó vừa thoải mái mà nó vừa đẹp mà nó vừa lạ nữa. Rồi, cổ tim dễ thương lắm nha các chị nha. Rồi. Mình sẽ đi qua mẫu khác nha. Các chị ơi, nãy giờ chị thử đồ á, đầu bù tóc rối luôn, bù xù luôn. Nói chung là các chị thương tình thì cho mình một cái like nha, một cái like để mà ủng hộ tinh thần cho chị, để chị tiếp tục chị làm video cho các chị. Còn các chị mà không thích video thì có thể là chắc chị không làm nữa, để chị bóc video cho mọi người coi thôi, chứ không có thử lên như vậy đâu. Tại thử lên như vậy mệt lắm, cực lắm, một lát xong rồi bắt đầu phải dọn dẹp vui một bãi chiến trường nữa đó. Cho nên các chị xem video cho chị một cái like để tạo động lực cho chị nha. Rồi, chị sẽ xem tiếp, chị sẽ review tiếp, còn nhiều mẫu lắm các chị. Ráng theo dõi video giùm chị nha. Rồi. Cái đầm này dễ thương lắm á nha cả nhà. Đó, cái này là chi phối sợi dây nịt lên. Bây giờ chị không có số sợi dây nịt lên, chị tháo ra thì cho các chị xem, thì các chị thích mặc như thế nào cũng được ha. Thì cái áo này nó cũng là một cái kiểu đầm cũng đơn giản thôi, nhưng mà nó có thêu những cái con bướm. Nó hai lớp nha, bên trong một lớp, bên ngoài một lớp. Rất là dễ thương luôn, đơn giản thôi nhưng mà mặc rất là đẹp. Rồi, cái mẫu này dễ thương quá. Đó, mặc cực kỳ dễ thương luôn cả nhà. Màu đen. Đó. Mặt xinh ơi là xinh luôn á. Cái tay con nè, mặt dễ thương lắm, thoải mái lắm, rất là thoải mái luôn. Đó. Rồi, chị sẽ đi qua mẫu kế tiếp cho mấy cái chị xem nha. Đẹp lắm nha cả nhà, rất là đẹp luôn, rất đẹp luôn. Đó, chị là đang mặc size extra small, đó, vừa vặn ngay cái dáng của mình luôn, rất là đẹp luôn. Dễ thương quá. Cái này các chị có thể thích á, đeo một cái sợi dây nịt á, màu đen bản nhỏ ngang cái eo của mình cũng đẹp, cũng dễ thương lắm. Hoặc là mà muốn mặc trơn như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi cũng đẹp. Không cần phải đeo cái gì hết mà mình mặc đơn giản vậy thôi cũng đẹp ha, dễ thương. Đẹp không cả nhà? Đó, những ai mà mặc thích mặc đầm ngắn nha. Ngắn thì thường lúc nào nhìn nó cũng trẻ. Ngắn lúc nào nó cũng trẻ hơn hết. Cho nên là cái này mặc trên đầu gối chút xíu ha, rất dễ thương. Đó, đẹp lắm cả nhà. Rồi, các chị thích cái mẫu này thì đặt hàng nha các chị nha. Đẹp lắm. Rồi, chị sẽ đi qua mẫu kế tiếp nha. Đây là một cái kiểu đầm dài đơn giản thôi, dễ thương lắm. Vải này là không cần phải ủi nha các chị nha, không cần phải ủi mà chỉ giặt xong rồi lấy lên mặt thôi. Đó, dễ thương, rất là dễ thương luôn nha. Mẫu này là chị có nhiều lắm, chị thích mặc cái dạng như vậy lắm, tại vì nó đơn giản ha, nhưng mình rất là đẹp. Đó, đơn giản mà nó đẹp vô cùng. Rồi, vải này đẹp lắm nha, không cần phải ủi gì hết trơn. Rồi, chị sẽ đi qua mẫu kế tiếp cho các chị xem nha.
vai, dễ thương lắm các chị ha. Rất là đẹp luôn. Mấy cái kiểu áo này mặc thì nó rất là trẻ trung. Đó, mình cứ mặc những cái kiểu này đi chơi ha, đi tiệc rồi thì kia các mình mặc một cái eo, một cái dây nịt beo ngang ngang cái bo cái eo của mình như thế này, rất đẹp hả, dễ thương lắm. Nó chỉ hả là hở vai, đó là một cái đầm mà nó nhờ cái cổ tròn bình thường nhưng mà nó có hai cái tay á, nó hở cái vai như thế này nè, mà nhìn mặt nó trẻ trung mà nó dễ thương lắm luôn á, thấy không? Chỉ như vậy thôi mà nhìn nó trẻ trung lắm á các chị, thấy không? Áo hở vai luôn luôn lúc nào á nó cũng làm cho mình trẻ hơn tuổi rất là nhiều đó. Cho nên là các chị nào thích mặc cái dây nịt cũng được, hoặc là thích mặc trơn như thế này cũng được ha, nói chung là tùy mình đó, mình muốn mặc sao cũng được đó. Mình thì mình thích mặc thì có dây nịt thì kia vô thì nó đẹp hơn đó, đẹp dễ thương quá, thấy cái đầm dễ thương ghê luôn. Cái này mặc không không bao giờ xưa nha các chị nha, đó mấy cái đầm này rất là đẹp, đẹp quá chừng đẹp luôn, đẹp không cả nhà đó. Rồi các chị nào thích những cái mẫu này thì nhắn cho mình nha, rất là dễ thương, rất là đẹp luôn nha. Rồi chị sẽ đi qua mẫu kế tiếp nha các chị. Đây là cái mẫu đầm đỏ. Đầm đỏ này hôm trước chị có về rồi nhưng mà hôm nay là chị về lại nha. Thì cái mẫu đầm đỏ này giá 28 đồng, rất là dễ thương. Đây là đầm suông, những ai mà thích đầm suông thì những chiếc đầm này rất là vừa vặn để mình mặc, mình có thể là che khuyết điểm có nay bụng hay là mình hơi ốm, mình mặc nó cũng vẫn rất là đẹp nha. Đây là đầm suông màu đỏ rất là đẹp, 28 đồng. Hôm trước thì chị về rồi, bây giờ cái này là mới về bổ sung đợt thứ 3 rồi đó. Đó, mẫu này về đợt nào là bán hết đợt đó. Hiện tại là chị đang có sẵn ha, size small. Đó, size small là nói chung là size số 4 đó cả nhà. Số 4 của size châu Á của mình đó, rất là đẹp luôn ha. Rồi các bạn nào thích mẫu này thì đặt lại nha. Mẫu này hôm trước về tới đâu là bán hết tới đó luôn đó, 28 đồng mẫu này. Rồi ngoài những cái mẫu đầm thì hôm nay là chị về những cái mẫu áo nè. Áo mặc cũng rất là dễ thương ha. Đó, cái mẫu áo này là dạng áo dệt kim thì mình cũng có thể mặc được mùa hè, mùa thu, mùa đông gì cũng được hết. Mấy cái mẫu áo này thì mặc với lại đầm váy hoặc là quần jean, quần tây gì cũng rất là đẹp luôn ha cả nhà. Rồi mẫu áo này là có giá 28 đồng, rất là dễ thương. Đó, cái mẫu này thì mình mặc với váy hay là đầm gì hay là quần gì cũng đẹp hết nha cả nhà. Mà cái màu này cũng rất là ngọt luôn nè, giá 28 đồng. Rồi mình sẽ đi qua những mẫu kế tiếp nha. Hôm nay là có vừa đầm vừa áo luôn. Mấy cái áo này rất là dễ thương luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái chiếc áo khác cho mọi người xem nha. Rồi đây là một cái mẫu áo cũng khá là dễ thương ha. Mấy cái mẫu này nó phối vừa màu vừa sọc, nhìn rất là đẹp luôn. Áo này là cái giá 28 đồng. Đó, cái này là mặc cái kiểu này nó rộng rộng nha các bạn nha, không phải là dạng áo ôm, mà áo cách điệu như thế này mặc rất là dễ thương, trẻ trung lắm. 28 đồng và cái màu rất là ngọt nha. Nó phối mà cái màu này với lại cái sọc này nhìn rất là có duyên luôn. Rồi mẫu áo này có giá 28 đồng. Các bạn nào thích thì chụp hình gửi lại cho mình nha. Và nhớ là cái này không phải là áo ôm mà là áo phọt rộng, phọt suông. Mặc nó rất là bụi luôn, rất là đẹp ha. Rồi chia sẻ đi qua mẫu kế tiếp, 28 đồng mẫu này nha cả nhà. Đây cũng là một cái dạng áo. Áo này thì mình có thể mặc quần sọt. Áo này là có giá là 38 đồng, cũng khá là dễ thương, mặc với quần sọt cũng được, mặc với lại quần jean cũng được, quần tây cũng được ha. Thì nó phối hai màu, màu đen và sọc như thế này, mặc rất là có duyên luôn đó. Mẫu này rất có duyên nha, 38 đồng, chất liệu vải rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cái này mình mặc cái quần tây rất là đẹp luôn, mặc cái quần mà ống ôm cũng đẹp, ống suông cũng đẹp, hoặc là mặc quần sọt cũng rất là dễ thương luôn. Rồi 38 đồng cái mẫu áo đen này nha, cực kỳ dễ thương. Với cái mẫu áo này nó lạ lắm nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Rồi chia sẻ đi qua mẫu kế tiếp nha. Rồi đây là một chiếc đầm thì cũng về lại, đợt này là đợt thứ 2. Mẫu đầm này mặc dễ thương lắm cả nhà, rất thoải mái luôn ha. Rồi mẫu đầm này có giá là 32 đồng, cực kỳ dễ thương, dễ thương lắm luôn, mặc trẻ trung lắm, thoải mái và trẻ trung vô cùng, và tạo eo ha. Cái này mặc nó có cái eo, có cái dáng rất là đẹp luôn, mặc rất thoải mái, không còn ủi luôn nha. Rồi 32 đồng cái mẫu đầm này, trắng đen, cực kỳ dễ thương. Đó, dạng này á, là mặc á, là đi đâu là mình không cần phải ủi, không cần phải lo ủi gì hết ha. Rất thoải mái và cái thun cũng khá là đẹp. Cái này là chị cũng về đợt này đợt thứ 2 luôn. Rồi 32 đồng cái mẫu đầm này nha. Rồi chị sẽ đi qua mẫu kế tiếp, tại vì cái này là đã về được trước rồi. Đợt này là mới về lại thêm, thì chị chia sẻ cho những ai hôm trước mà chưa có mua được á, thì bây giờ mình sẽ đặt hàng mẫu này nha. Rồi 32 đồng cái mẫu đầm
đen với lại sọc này, rất là xinh. Còn đây là một cái mẫu đầm dạng cũng là dạng hàng dịch kim đó, mà dạng ôm body cũng rất là dễ thương luôn. Thì mẫu này mặc rất là tạo dáng luôn nha cả nhà. Mẫu này có giá là 35 đồng, rất dễ thương luôn. Nó cũng có nhiều màu lắm. Cái này màu xanh, nói chung là nó spa nhiều màu, nhưng mà chị sẽ cho các bạn xem nhiều màu khác nhau. 35 đồng cái mẫu này mặc rất là tạo dáng, rất là dễ mặc luôn ha. Đó, đây là một màu nữa nè. Các bạn thấy cũng là sọc nhưng mà nó phối rất là nhiều màu sọc khác nhau, dễ thương lắm. Rất đẹp, mà với cái mẫu này mặc nó rất là tạo dáng mà nó cũng không có bị phô ha. Tại vì cái vải này nó không có bị hết vào người cho nên là mặc có ôm chút xíu nhìn nó cũng không có đến nỗi là nhìn nó phô lắm. Nhưng mà mấy cái mẫu này rất là dễ mặc luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha cả nhà, 35 đồng cái mẫu này. Còn thêm một màu nữa mình sẽ cho các bạn xem một mẫu kế tiếp nha. Thấy không, mọi người thấy màu nào cũng đẹp hết, nó phối màu nào cũng dễ thương. Đó, các bạn nào thích cái màu này, thích màu nào thì chụp hình gửi cho mình màu đó. 35 đồng cái mẫu đầm body này. Đầm này nói tiếng body chứ nó thật sự nó không có ôm sát đâu nha, cho nên mặc rất là thoải mái. Nhưng mà các bạn thấy mấy cái sọc á, cái sọc màu nào nhìn nó cũng đẹp hết ha, rất là dễ thương. Rồi mình sẽ đi qua những cái mẫu kế tiếp nha. Rồi đây là những cái mẫu áo rất là nhẹ nhàng, mát mẻ, mặc mùa hè nha. Mẫu áo này khá là dễ thương. Mẫu áo này giá 28 đồng. Cái này là bằng vải von ha, vải von nhẹ nhàng, rất là đẹp. Đó, các bạn nào thích những cái mẫu mà đơn giản như thế này thì mình có thể order để mình mặc với váy hay là quần cũng đẹp nha. 28 đồng cái mẫu bằng vải thun von. Những cái mẫu này mặc mùa hè rất là thích hợp bởi vì nó mỏng, mát mẻ, rất là đẹp luôn ha. Cái hoa văn cũng rất là đẹp. Rồi, 28 đồng cái mẫu này nha cả nhà. Mình sẽ đi qua thêm một vài mẫu nữa là mình sẽ kết thúc video nha. Nó có thêm một cái màu này nữa nè. Cái kiểu đó thì nó có hai màu nha. Thêm một cái màu này là dạng màu xanh da chai, màu nào cũng đẹp hết cả nhà. Màu này mặc lên rất là tôn da ha. Rất là tôn da luôn, rất là đẹp luôn. Cùng giá là 28 đồng nhưng mà nó khác màu nha. Cùng mẫu nhưng mà khác màu. Rồi đó, có hai màu thì các bạn thích màu nào thì các bạn sẽ chọn màu đó nha. Màu nào cũng đẹp hết. Nói chung mấy cái màu này là màu rất là dễ mặc luôn. Mình mặc mấy cái quần màu kem sáng hay là màu tối gì cũng đẹp hết nha. Có thể đi với váy và đi với quần, rất là đẹp. Rồi mình sẽ đi qua mẫu kế tiếp nha. Rồi đây là một cái mẫu nữa cũng khá là dễ thương ha. Thì các bạn thấy những cái mẫu von này rất là dễ mặc luôn nha. Thì cũng có cùng giá luôn là 28 đồng. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những cái mẫu vừa rồi, vừa đầm vừa váy. Thì đây là những cái mẫu chị cũng xin kết thúc cái video ngày hôm nay. Đợt này làm video nó hơi ngắn lại một chút xíu cho các bạn có thể dễ lựa chọn nha. Rồi, mọi người thích những cái mẫu nào thì chụp hình gửi cho mình những cái mẫu đó. 28 đồng những cái mẫu vải von này. Và cảm ơn mọi người đã xem cái video của Chi ngày hôm nay. Và có thể là chia sẻ review tiếp những cái mẫu kế tiếp. Để cho các bạn nào thích những cái mẫu nào thì các bạn sẽ order tiếp tục nha. Nói chung là mùa hè đến rồi thì mình sẽ có thêm những cái mẫu thời trang. Để mà có thể mặc thay đổi 4 mùa. Đó, Chi thì ví dụ chị thấy cái nào đẹp thì Chi sẽ review cho mọi người xem. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo nha. Các bạn nhớ cho Chi một cái like và share video của Chi để cho những bạn bè của mình đều có thể mua được những cái mẫu mà Chi mới review nha. Rồi bye bye mọi người, cảm ơn. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.